trong lúc phòng, chống siêu bão IAG, bão số 3, tại Quảng Ninh ngày mùng 7 tháng 9, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, quê xóm 8B, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, cán bộ thuộc Lữ đoàn 513 đã bị thương và hy sinh. Trao đổi tới dân Việt, bà Đỗ Thị Tuyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Mỹ cho biết, chúng tôi vừa nắm được thông tin sơ bộ về Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, xóm 8, xã Yên Mỹ, hy sinh tại Quảng Ninh vào ngày mùng 7 tháng 9 trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 3. Được biết, hoàn cảnh gia đình thượng úy khiêm thuộc diện bình thường, bố làm phụ hồ, mẹ làm nông nghiệp, nhưng đồng chí khiêm đã nỗ lực học tập, rèn luyện để được vào phục vụ cho quân đội. Ông Ninh Quốc Triều, người dân xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô nói, biết tin thượng úy Nguyễn Đình Khiêm hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 3, chúng tôi rất buồn. Hoàn cảnh gia đình thượng úy khiêm thuộc diện bình thường, cuối năm 2023, khiêm mới lập gia đình riêng. Nhà thượng úy khiêm có bốn anh em, khiêm là con đầu, Kế tiếp khiêm là em trai cũng đang công tác trong quân đội, hai em còn lại đang tuổi ăn học. Sáng ngày mùng 8 tháng 9, chính quyền xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cùng các đoàn thể và gia đình chuẩn bị đón thi thể thượng úy Nguyễn Đình Khiêm về quê, tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.